Sắt mỹ thuật Vũ Gia, chuyên sản xuất, thiết kế và thi công cổng sắt mỹ thuật, hàng rào, lan can, các sản phẩm công trình sắt thép. Với sản phẩm thiết kế thẩm mỹ chất lượng cao, được sơn theo quy trình chống ăn mòn của tàu biển giúp tăng tuổi thọ gấp 3 lần. Quy trình lắp đặt nhanh chóng và tiện lợi cùng chiết khấu hấp dẫn, chế độ hậu mãi tận tình, bảo hành uy tín. Hãy truy cập ngay website vugiastein.com, liên hệ hotline 0987 239 249 hoặc liên hệ Zalo 0917 399 544 để được tư vấn và thiết kế miễn phí. Bí quyết dụng nhân của thuyền trưởng Kotecons. Ngay từ thời điểm lập nghiệp, vị chủ tịch Kotecons luôn tâm niệm: anh em đi theo tôi vì họ tin tôi kiếm được 10 đồng thì anh em cũng được 7 đồng. Dưới sự dẫn dắt của Nguyễn Bá Dương, Kotecons có một thời gian dài liên tục tăng trưởng mạnh và trở thành doanh nghiệp thắng thầu Lotte để trở thành công ty Việt Nam đầu tiên xây dựng một dự án quy mô lớn Landmark 81 cho Vingroup của tỷ phú đô la Mỹ Phạm Nhật Vượng. Tòa nhà cao nhất Việt Nam Landmark 81 là biểu tượng và niềm kiêu hãnh của người Việt. Tôi kiếm được 10 đồng thì anh em cũng được 7 đồng. Ông Nguyễn Bá Dương sinh năm 1959, nguyên quán Nam Định, hiện đang sinh sống và làm việc tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Ông tốt nghiệp Đại học Xây dựng Kiev Ukraine năm 1984 với tấm bằng kiến trúc sư xây dựng. Trở về nước sau khi tốt nghiệp, ông Dương được nhận vào làm việc tại xí nghiệp thiết kế số 1, Viện Xây dựng, Bộ Công nghiệp, Phòng Xây dựng Cơ bản, Công ty Giày Phú Lâm, một công ty cũng thuộc quản lý của Bộ Công nghiệp. Ông gắn bó với Bộ Công nghiệp đến năm 2002 sau khi có 8 năm làm phó giám đốc Công ty Xây dựng Công nghiệp nhẹ số 2. Từ năm 2002 đến năm 2004, ông làm phó giám đốc Công ty Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng Kotec, một công ty thuộc Bộ Xây dựng và là tiền thân của Kotecons ngày nay. Ông Dương được đánh giá là kiến trúc sư trưởng của Kotecons. Năm 2004 cũng đánh dấu một sự kiện quan trọng với Kotecons và sự nghiệp của ông Nguyễn Bá Dương, đó là Kotecons chính thức hoạt động theo mô hình cổ phần hóa. Ông Dương chính thức ngồi vào vị trí chủ tịch hội đồng quản trị cho đến nay. Là cổ đông lớn nhất ở Kotecons, song ông Dương vẫn tự nhận mình chỉ là người vừa làm chủ vừa làm thuê. Ngoài chức danh chủ tịch Kotecons, doanh nhân Nguyễn Bá Dương hiện đang là thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư xây dựng Vicons từ năm 2004 đến nay và chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Uy Nam Unicons từ năm 2016 đến nay. Đặc biệt, ông Dương cũng đang là thành viên hội đồng quản trị Vinamilk. Điều đáng chú ý hơn nữa, quá trình công tác của ông Dương không hề liên quan đến ngành sữa, nhưng ông lại được đại hội cổ đông Vinamilk thông qua với tỷ lệ biểu quyết rất cao. Chia sẻ về những thăng trầm trong những ngày đầu lập nghiệp, chủ tịch Kotecons cho biết: ngày xưa tôi làm ở Hà Nội, thấy môi trường làm việc chịu không nổi nên vào Sài Gòn năm 1987. Hồi đó, cuộc đời tôi cũng lên bờ xuống ruộng nhiều lắm. Học nước ngoài về phải đi thử việc ở phòng xây dựng cơ bản của nhà máy. Sau 2 năm thì nghỉ vì cá tính tôi không thích làm cái gì tôi cho là không đúng. Nói về triết lý dụng nhân tại công ty, vị chủ tịch Kotecons cho rằng: quan trọng là đội ngũ của anh em rất chuyên nghiệp, mà đội ngũ chuyên nghiệp rồi thì mọi người rất là đồng lòng. Mà để người ta đồng lòng thì công ty phải có hệ thống từ tiền lương, tiền thưởng phải đủ, tương xứng mới được. Thứ nhất, dù làm ở công ty lớn nhỏ, thu nhập của anh em ở dưới phải xứng đáng, đủ nuôi gia đình, vợ con và có khả năng tích lũy. Thứ hai, mọi người đều được làm việc đúng khả năng của mình. Thứ ba, dù là ở vị trí nào, người lao động cũng luôn được làm việc trong môi trường công bằng. Đến đây, ông Dương lại cho thấy triết lý dụng nhân rất đơn giản nhưng khó thực hiện. Đó là ngay từ thời điểm lập nghiệp, vị chủ tịch Kotecons luôn tâm niệm: anh em đi theo tôi vì họ tin tôi kiếm được 10 đồng thì anh em cũng được 7 đồng. Phương châm nói dễ nhưng khó làm. Tuy nhiên một lần nữa ông Dương lại cho thấy chữ tín của mình khi được rất nhiều người trung thành đi theo. Năm 2002, khi chuyển từ Descom sang Kotecons, 2/3 nhân sự Descom đã đi theo ông Dương tới một nơi hoàn toàn chưa có gì. Theo vị chủ tịch Kotecons, đặc điểm chung của rất nhiều doanh nhân đó là khi gặp khó khăn nội bộ, doanh nhân thường rất đoàn kết, còn khi thành công lại bị chia rẽ vì nhiều người cho rằng không có lãnh đạo đi trước họ vẫn tự làm được. Tất nhiên, ông cũng không phủ nhận chuyện tự làm được với nhân sự cấp cao đã dày dặn kinh nghiệm, có trình độ là không khó, nhưng với 70-80% nhân sự cấp thấp còn lại, suy nghĩ này chẳng khác nào phá tan doanh nghiệp, đưa công ty trở về con số 0. Vấn đề mấu chốt là do quan điểm của những người đi đầu. Thứ nhất là không công bằng, thứ hai là cá nhân lớn quá, vị chủ tịch Kotecons chia sẻ. Ít khi đấu thầu trượt và tính toán được lời lỗ. Ông Nguyễn Bá Dương là một người có cá tính mạnh. Ông từng nói rằng, có những dự án mang lại rất nhiều tiền, nhưng nếu không thấy vui thì không làm. Nếu chủ đầu tư không uy tín hoặc không tin tưởng mình thì đều không làm. Nếu một công ty muốn phát triển thì phải làm sao cho khách hàng họ tự tìm đến mình,
Để làm được điều đó thì cũng giống như phải tỏa ra mùi hương quyến rũ họ đến, đó là phải tạo được tên tuổi. Ông Dương, người nổi tiếng xem trọng uy tín từng nói, các chủ đầu tư tự tìm đến, cô Tây Công sẽ ở vị thế tốt trên bàn đàm phán, nhờ đó nổi tiếng với việc phát triển mà không hề dùng nợ vay. Với sự tự tin đó, sau 14 năm gây dựng, ông Dương đã đưa Cotecons từ một công ty có vốn điều lệ 15,2 tỷ đồng, trở thành hãng xây dựng có doanh thu tỷ đô đầu tiên của Việt Nam. Ông Nguyễn Bá Dương cũng từng nổi danh trên thương trường với câu phát biểu, cái quan trọng là đọc vị được trận đấu, tôi ít khi đấu thầu trượt và chỉ cần trao đổi sơ qua, tôi có thể tính toán được lời lỗ và quyết định có làm hay không. Từ Nha Trang, theo entnews.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo hiệu quả, giá rẻ bất ngờ. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.